hoàn thành xong cái ổ cho nó, các bạn đi vô đây cho các bạn xem luôn nha. Thì dễ đó, nó gà mình thả cho gà trống với ba gà mái, nó ra ngoài nó bơi, nó nhảy, nó tự do thoải mái ha. Đó, còn đây là cái nhà của nó nè, thấy quá xinh luôn, nhà xinh quá các bạn. Vô các bạn xem ha, này có máy nước uống nè, này có máy ăn nè, đó. Cái máy ở trên nè, đó, có gác cái cây dài cho nó ngủ, mà tối thường thường nó ngủ hai bên này các bạn đó, ngủ từ đây qua đây nè, đó. Còn cuối trong nó trên cái phòng này tối cho nó đẻ ha, cứ để hai thằng xé hai gót gom cho nó, đó. Em thấy không? Trong phòng tối, trong đây thì tối, đó, thường thường tối nó ngủ là nó gác trên cây này. Có hai ổ à, để coi nếu nhiều, nhiều thì lót thêm ổ nữa, sợ mấy chị già nổ, mấy chị làm hư trứng hết trơn á. Nó khúc trước này thì sáng, lớn này sáng cho nó thấy đường, đó, mới chui trong chuồng già ra đó các bạn, đó. Ngang đó có cái phòng, trong có hai cái cần xé để